nói chuyện đi. Thôi cứ quay thôi, không nói chuyện gì. Mình cứ trò chuyện bình thường thôi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ông nhìn sao mà không thấy mặt tôi? Giờ tôi không thấy mặt tôi là tôi thiện đó. Rồi bây giờ đợi chị Loan chị lấy cái áo mưa ra nữa. Nó bây giờ mình đứng mình chơi đi. Dạ xin chào cô chú anh chị ha. Thì hiện tại bây giờ là trời rất là mưa. Đây. Đó. Bây giờ chuẩn bị là em ra đây là em cột cái này cho chị Loan. Mà ra đây thấy hai bà chị ruột cũng đang về. Nó chào hai bà chị ruột luôn. Chào cô giáo luôn, chào cô gái luôn. Đó, chào cô. Cô giáo kìa. Em hả? Chủ nhật này hả? Chưa hứa tại vì hôm nay mới có thứ hai. Mới thứ hai à? Còn lâu quá ha. Mà phải nói thật sự là cậu Năm là một cái sợi dây kết nối quá trời tuyệt vời. Quá trời quý luôn. Từ mình anh chị em mình là đâu có ruột rà thân thích đâu. Nếu không có cậu Năm thì làm sao mà gặp nhau, làm sao mà biết nhau, làm sao mà ngồi nói chuyện tâm sự được như vậy, đúng không chị? Đúng không chị ruột? Cầu mong sao cho cái rạp cậu Năm đừng dở để cho chị em mình đừng chia cắt. Tới hoài luôn hả? Đừng chia cắt. Cái nào nói chung là cái buổi tiệc nào nó cũng sẽ tàn, nhưng mà tàn trước tàn sau. Không tàn hả? Chị nhấn chị kỹ không tàn hả? Nhưng mà nếu có dở rạp thì nếu mà chị em mình thương nhau thì hẹn nhau xuống thôi. Dạ đúng không? Mình đem cây dù xuống ngồi bóng cây. Bóng cây nè. Mình đem áo mưa ra mình trải mình ngồi. Đó. Dạ. Thôi, tao nghe chị Loan làm giờ cái chỗ trà lào về nè. Cho chị Loan đi đi dò không luôn nè cả nhà. Ngắn cho chị đi còn đứng không, trời. Đâu có. Chưa, chị lấy áo lấy áo, đồ ra. Áo mưa. Ủa sao nó bị lạc hay gì? Dạ, cái nào? Cất mọi người cất ở trong giờ giờ cũng không có ly, không có gì, không có tắt nên không có pha được. Rồi bây giờ chị đem về hả? Đem về luôn. Rồi bây giờ em uống cho em chai được không? Không ngon, để thử đã. Nếu yeah. Giờ thử. À. Em thử chai nào vừa thì em lấy. Em chắc chắn là được. Có tắt vô. Thôi em nói chơi thôi. Nhà em đâu có tắt đâu, có chanh không à. Không làm được không có ngon thiệt. Chứ còn ngon là đơn chiên hết rồi. Sớt mượn chai nước suối á. Có chanh này nó giống. Nếu mà ngon không, á. Không, chanh thì có, bự thì không có nha. Chanh. Thiệt, em không có. Đã đem lên đây. Đem về chứ mà. Dạ. Đáng lẽ cái chai bình này là em không chở được luôn, em định bỏ lại. Mà chở dọc đường rớt ra rớt lại phải thắng xe lại. Cuối cùng giờ phải đem về. Chứ bỏ thì uổng. Vậy ai? Ai à, sáng đem chai vô giấu. Có biết đâu. Che luôn trong cái vừa. Che vô trong cái nói chung không phải là giấu kiểu như cái này cái để chung lên luôn. Không mình nói chơi thôi. ý là đem vô như để kỹ quá, cắt kỹ quá. Mất tiền nữa. Dạ. Nhưng mà có để một đống đó để nhét vô đó. Đây. Mưa quay à. Tôi quay mấy cô mặc áo mưa nè, cô giáo mặc áo mưa nè. Rồi. Rồi tạm biệt cô giáo, tạm biệt cô gái, bên đây cô giáo bên kia cô gái. Thôi em về trước chị nha. Mà nói chung là mọi người cứ sắp xếp thời gian lên càng nhiều càng tốt nha, gặp nhau nói chuyện. Dạ. Về chứ. Về chứ. Mấy chị về em về sau. Em rảnh xíu em mới về. Em làm một số việc nữa. Dạ. Có gì liên lạc nha. Dạ. Mình có gì đâu liên lạc. Gõ dây thép hả? Không, gõ dây chuối. Nói chuyện được thôi hả? Đó. Rồi chạy. Nói chơi trời mưa chạy cẩn thận nha, chạy từ từ thôi. Cô chùm áo mưa lên. Ôm đó, ôm vô con, ôm. Ôm vô. Tổng chào, tổng chào. Vũ Linh vô là em hiểu em đồng ý. Không phải Vũ Linh là em không đồng ý. Mộ Vũ Linh á là gặp nhau trên mộ á. Quá quý luôn cô chú anh chị ơi. Trên mộ. Giờ mình sao mình tạo được cái đức cậu luôn. Cái mốt có tiệc gì cúng kiến gì cái mình hẹn nhau lên cụ. Nó hay nè, cái ý kiến hay. Nhưng mà tài làm group đi tài. Con hả? Em làm group hả? Làm group rồi tát vô. Em là quản trị viên đúng không? Đúng. Nào nó sầu sạo lóc. Chị Trang có Zalo của em, Tài cũng có. Chị em chưa có. Hả? Có làm chi? Có để làm gì? Ai đứng cầm quay máy giùm nè. Quay gì? Hả? Quay gì chị? Quay gì đó? Quay gì? Quay đó là quay gì? Đó đang cầm gì đó. Nè, bấm đi. Là sao? Là chị làm gì? Không có cái bấm số điện thoại hả? Bấm số điện thoại. À, anh xin số điện thoại ảnh kiếm Zalo hả? Dạ, để chị xin tài về, chị xin về nhà xin tài. À. Rồi chị đọc luôn cho bấm luôn rồi cái
cứu đầu lên. Rồi hai bà chị ruột coi thấy thương không cả nhà, lên đây phụ giúp nè. Rồi bây giờ trời mưa trời gió nè mà không có mưa nữa, một lát nữa ướt về không biết có đồ để thay không nè. Đó. Thật sự mà nói là hai chị đây á là lên mộ cậu Năm là làm quần quật từ sáng tới chiều giống như chị Lon vậy á. Từ từ phụ chị dầm cầm giùm em cái đi em cái bịch nó nước ướt không có ăn băng keo. Em buồn lắm. Chị muốn gàn sao? Em sợ. Muốn gàn lên hết luôn. Về chưa? Về về. Ướt làm nhẹp mình mẩy hết trơn rồi, mình mẩy ướt hết rồi còn nữa. Để vậy nó vuốt không được. Giờ cái xương sống nó cứ nhát luôn. Nó đau. Tại cái lưng nó đau. Nè nè. Cầm ngang ngang á. Lấy cái cọng dây đi. Quẩy lên lưng cột nha. Không bị đỡ hay vậy. Trời. Có con keo nè, có con keo sẵn nè. Không tôi bấm cho đâu có tài thả hai cái trên hay dưới tài. Thả hai cái trên. Em không nó chạy nó đòi được nè, được nè. Đẹp quá. Rồi ràng lên đi. Cái chỗ này mà em số vô. Chị nào mà chạy chạy mà gọi là gió mà gắt quần cái này mới gắt. Chị cười mà ý là em diễn tả cái kiểu mà cứng á, cọc cứng á. Thì là nó còn cứng chứ sao biểu chạy chừng nào rách quần, chừng nào rách. Ý là gió mà nó bạc rách quần thì cái con keo này mới đứt nữa. Chị cười mà thả mà cười cũng được. Mấy người này cũng khổ lắm, hồi trời nắng không ai xin, tới trời mưa đứng đây mà xin gần chết nhau. Đang làm nhiệm vụ. Không mà mưa nắng gì cũng vui hết mà. Cái áo thay. Chị này. Để mất quá chị chạy đi. Thôi kìa, mày che thằng Tài rồi. Đang quay. Ô, quay theo. Đó là bikini của nó còn luôn á. Đó, có nhiêu đây vậy mà em thấy cực ra không? Có, quá cực ra. Chưa đây, nhiều lắm. Không đâu, nhiêu đó được rồi đó. Thôi được rồi. Không bắt ta chạy chút tới quần đất tới quần gì tè le không me. Tét nó quần thiệt à ông ơi. Được rồi. Anh này là đang làm nhiệm vụ cho chị Loan. Không, chị chiều là về là bắt người ta. Tha gì? Tha nó cứng. Sáng hiện tại tiếp đón, chiều hiện tại đưa về. Bữa ghẹo nó sáng vô ai cũng cho chào đón về có mình cái hỏi ra quay quá trời. Ok rồi. Cái này mà cái đầu lại nó chị lát nữa chị về nhà mà chị mở không được chị điện Tài. Tài Tài xuống mở giùm chị. Chị điện Tài kêu nó chỉ cái cách mở. Cái mối để mở. Trời ơi, cái bộ đi chân không có chắc ăn à. Em không có cái bịch. Nên em mang đó. Bữa nay tôi đi chắc cây gò luôn. Chết luôn. Chân á. Rồi ok, đâu chị. Nghiệp chưa? Được rồi mà. Được rồi. Không nhưng mà nhiều khi thôi. Được rồi. Không có nguyên đâu mà. Được rồi. Chừng nào ông lên trên núi đó ông ngồi á, nó mới chóc, ông đừng có sợ. Thì nó thì em nói chung là. Sáng nay em gì? Chỉ có trà đào thôi đúng không? Còn con keo để đây nha. Không, của. Thôi, đem dọc đường có gì xử lý. Mà bảo đảm là không bao giờ rớt nổi đừng thôi xử lý. Đây là cái vấn đề em mà rớt em không bao giờ tự làm, em gọi Tài làm. Em cột là em đã bao rồi, là khi nào mà chạy mà gió gắt quần thì cái này mới gắt. Thì đó. Thì nhớ cứ bởi vì chị nói là có rớt là chị gọi em phải ra. Chứ là chị không tự dài cái đòi ta rách quần gắt. Dạ chứ hết. Cái đó là phạt á.
bậy rồi, bậy rồi, sai rồi. Chị ruột mà nói vậy đó. Ủa về luôn hả? Sáng giờ nó dặn kêu là kiếm đồ ăn để cho đói luôn. Rồi, cảm ơn chị. Đi thi hả? Đi thi cùng. Vậy hả? Tưởng chị còn đi học. Đúng rồi đó, ba chứ không là thấy là phải học tức tối nữa. Tức tối bực bỏ trong ơi. Bây giờ bỏ bây giờ luôn nè. Có gì thì lên trước ngày tài được clip nha. Đúng rồi. Có gì thứ 6 lên. Tài được clip chia tay mọi người. Đúng rồi. Tụi này mà cỡ mà ví dụ mà mấy này nó quay hoài chắc tụi này cũng lên hoài vậy. Đúng rồi. Đó đó đúng rồi. Được luôn, nhớ. Ơi, mày muốn quay cái này đó. Tìm chỗ gần gần quay đừng quay xa nghe con. Sao vậy chị? Bây xa chị em mà ít có gặp mặt. Vậy hả? Không, nếu mà mai mốt mà cậu năm xong mà không ai tới, em không có gì để quay nữa thì em lên nhà chị em quay. Tạo cái rước có gì là đâu cái đi làm đi bộ dễ nhà. Vậy hả? Không rước coi. Mưa đi bộ có đóng xe xuống không? Trời đi nhà nào. Không có đây. Bay yên xe cái đít chị bay luôn. Bye bye. Bye bye chị. Mình nói mình phải diễn tả cho bà con cô bác hiểu, yên xe bay là đít chị bay. Rồi, tài hiện nay là có chị Long đi ra đây là chị Long quẹo xuống phải không? Chị về tài ơi. Dạ, máy bay chị. Dạ, tạm biệt chị ha. Thì những ngày trong về Thượng Lộ Bình An nghe. Rồi, chúc chị Thượng Lộ Bình An luôn, quá quý luôn cả nhà ơi. Hai bà chị ruột của tôi đi từ sáng tới giờ luôn cả nhà. Đó, từ sáng tới giờ tới đây để chăm sóc mộ của năm. Dạ, tạm biệt chị Long nha. Về nha. Ôi, hình như em gàn nó hơi bị xéo quá ta. Nhưng mà nó không ghét đâu. À. Không có. Đi đáp bài. Đi đáp bài. Đi Rồi em xin phép tạm dừng cái video này ở đây cô chú anh chị ơi. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào, bye bye, tạm biệt, hẹn gặp lại nha.